Kể về kỷ niệm ở trọ thời sinh viên nhớ đời. Thật ra không phải là kỷ niệm đâu mọi người, cái này là một cái điều ám ảnh trong cái thời ở trọ của mình. Rồi nhớ chưa? Thì hồi mới vô Sài Gòn á, là mình có thuê một cái nhà trọ ở dưới quận 9. Tại vì trường của mình là trường Đại học Văn hóa dưới quận 9, cho nên mình thuê trọ gần đó mình ở. Là nhà của một cái bà, xong bà đó bà cho thuê ở trên cái lầu á. Mà muốn đi lên cái lầu á, không cần phải vô trong nhà, đi lên cầu thang. Mà ở ngoài sân á, nó có cái cầu thang xoắn á mọi người, mà giá tới là 3,5 triệu một tháng lận. Nhưng mà tại vì mình thấy ở cô này cổ lúc nào cũng mặc đồ lam, xong rồi cổ hay tụng kinh đó mọi người, cảm giác như cô tốt tính á, cho nên mình cũng yên tâm mình ở. Rủ thêm mấy đứa vô ở ghép nữa là ok. Mình đã rủ được 4 đứa vô ở chung với mình. Ở rồi mới biết trời ơi bà chủ bắt khó tính kinh khủng luôn. Lúc đầu nghĩ bà dễ tính đúng không, trời bà khó tính lắm. Liêu liêu các con đã bị dù. Ngày nào cũng nghe bà chửi cái chuyện nhỏ xíu, bà cũng chửi chuyện lớn, bà cũng chửi bà kiếm chuyện với hàng xóm rồi. Nói chung là trong nhà lúc nào cũng nghe tiếng chửi của bà hết. Cứ mỗi cuối tuần muốn ngủ thêm được một xíu nữa, ngủ 9-10 giờ không, 7 giờ sáng bà lên. Úi giời ơi, giờ này mà chưa ngủ dậy, dậy đi, chưa lắm rồi. Trời ơi, trời kể người ta đi, đã đi học cả tuần rồi, chủ nhật mới ở nhà được ngủ mà. Không, không cho ngủ luôn. Tới tháng thứ tư là không có đứa nào muốn ở nữa. Đi học đã mệt rồi mà về nhà còn nghe chửi, nó không có đứa nào chịu nổi hết. Ngày sáng hôm sau mình xuống mình nói với bà chủ là cô ơi, tuần sau là mấy đứa kia nó chuyển đi rồi, bây giờ còn có mình con ở lại thôi, cô có thể giảm cho con bớt tiền nhà được không? Bà không chịu. Trời ơi, cái mặt bà đỏ lên luôn. Cái tối đó bà lên bà gõ cửa, 5 đứa quéo hết trơn luôn, tôi cũng quéo luôn. Tại vì sợ bà lên bà chửi đó. Mấy đứa kêu là thôi ráng đi, ráng nghe chửi một bữa nữa đi. Một tuần nữa thôi là chuyển đi rồi, ráng nghe một bữa nữa. Biết bà lên bà nói gì không? Mới ở cô mấy tháng mà sao lại chuyển đi? Bây giờ các con mà chuyển đi là người ta nhìn vô người ta đánh giá cô. Ôi giời ơi, cô chủ cho đứa nào chuyển đi ra đường xe tông, ốm đau bệnh tật chết. Ôi giời ơi, mô Phật cô chủ, cô chủ. Bà nói vậy thiệt luôn á, 5 đứa ngồi mà không dám nhúc nhích luôn á. Tuần sau tụi nó mới chuyển đi, mà bà lên bà trù vậy cái sáng mai tụi nó dọn đồ đi hết trơn luôn. Đáng lý là tôi ráng ở hết hợp đồng để lấy tiền cọc, nhưng mà sau khi nghe bà chửi là trời ơi thôi, không tiền cọc tiền kiết gì hết trơn á, bây giờ phải chuyển đi. Bây giờ quyết định là không lấy tiền cọc nữa rồi, mà cũng không dám nói với bà là con chuyển đi, sợ nói bà lên bà trù tiếp là mình sẽ chuyển đi trong đêm, mình chuyển lén á. Tối hôm đó tôi sắp xếp hết quần áo đồ đạc, xong tôi gọi chị tôi 12 giờ tới ngay cái cổng nhà của bà đó. Cái lúc mà cầm vali xuống tới cầu thang á, tôi nghĩ trong đầu đó trời ơi sao mình ở trọ mà khổ dữ vậy trời. Tôi đi tôi còn viết lá thư tôi để lại nữa. Cô ơi, con là Thoa nè, con không ở chung với cô được nữa, bây giờ tiền cọc con xin để lại cho cô, con không lấy một ngàn nào hết. Cái đoạn cuối tôi nghiền câu nữa, cô bớt chửi lại đi để có người vô ở, chứ cô cứ chửi vậy hoài là không có ai vô ở với cô được nữa. Mọi người có kỷ niệm gì về thời sinh viên ở trọ thì kể dưới đây nha.